Anh Tuấn ơi, lấy chồng 27 năm mà bị chồng bạo lực đánh đập nhiều lần chỉ vì ảnh nóng tính. Em ơi, em bị chồng bạo lực nhiều lần, đánh đập nhiều lần không phải tại anh ta nóng tính mà tại vì em chấp nhận để anh ta đánh mình. Đồng ý không? Bây giờ em suy nghĩ thử có đồng ý không? Bây giờ các bạn có đồng ý không? Tức là một việc nhưng mà em nhìn ra cái lý do như thế này, anh nhìn cái lý do như thế khác. Thực ra anh nhìn được hết nhưng mà anh muốn đưa cái mà em bị thiếu. Anh đọc lại câu đó và anh đưa cho em góc nhìn nha. Lấy chồng 27 năm mà bị chồng bạo lực đánh đập nhiều lần vì anh bảo nóng tính. Anh thì anh nói như nè, lấy chồng 27 năm mà bị chồng bạo lực đánh đập nhiều lần vì em chấp nhận chuyện là như vậy, đúng không? Tại vì em có thể không đồng ý và làm khác đi rồi. Khác đây không có nghĩa là bỏ cái hôn nhân, khác đây là xây dựng lại mình và cái hôn nhân đó, chứ không phải là bỏ cái hôn nhân đâu. Ok, nhưng mà vì em để cho nó dài thêm bao nhiêu chục năm nay không biết, 20 năm bị đánh từ năm nào không biết, có nghĩa là em chấp nhận để ra như vậy. Rồi anh bảo nóng tính, như anh giải thích cái nóng tính vừa rồi, trong lớp thăng bằng sẽ giải thích nhiều hơn. Nóng tính nó chỉ là một người không đủ sức xử lý cái cảm xúc của mình và dùng cái áp lực, tức là dùng tay chân để đè người kia, để gọi là từ đó tôi xử lý được, tại vì nó không có cãi được cái tôi nữa, tôi quýnh nó rồi. Và ở đó tôi cảm giác là tôi thắng, ở đó tôi cảm giác là tôi được lớn. Thì điều đó chỉ có nghĩa là trong cái mối quan hệ đó anh ta không cảm giác là anh ta được lớn, anh ta không cảm giác anh ta được tôn trọng và anh ta không đủ sức để xử lý được đó. Còn từ phía bên em thì anh không biết, nhưng mà đó là cái cảm giác của một người mà gọi là nóng tính đó. Nhiều lần để lại thương tật trên cơ thể thì chết mẹ. Trời ơi. Vết thù trên lưng ngựa hoang để lại thương tật trên, còn nguyên vì trên lưng nó, ôi còn nguyên những vết thù. Trời ơi, vết thù trên lưng ngựa hoang anh còn để lại những thương tật. Trời ơi em sống sao mà em để chồng đánh tới thương tật. Này bởi vì kêu các bạn có đồng ý không, khi mình nói câu này không có tính phán xét nha, nhưng mà nói nó đúng với cái chất của nó thôi. Và các bạn có đồng ý không, bạn này chưa biết cách sống cái cuộc sống hôn nhân, đồng ý không? Mà có hôn nhân 27 năm, biển tình ơi nằm nghe sóng vô từng lớp xa, đúng không? Biển tình đúng không? Trời ơi biển tình ơi là biển tình, vẫn bắt phục vụ quan hệ tình dục, vậy có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không? Giờ đặt cái câu hỏi này mới ghê, có nên chấm dứt cuộc hôn nhân? Bây giờ kêu có gọi chấm dứt thì cũng phải đi qua cái lộ trình đúng cách. Chấm dứt không phải là buông, chấm dứt là làm cho mình lành và biến tất cả mọi thứ nó không là như cũ. Nếu như nó vẫn là như cũ thì mình bước đi, lúc đó mới gọi là đúng cách. Còn ở đây bỏ chạy thì cũng sẽ không là đúng cách. Sao mà ra tới cái nông nỗi như vậy? Em ơi, em thấy không? Anh ta có thể đánh em lần đầu, cùng lắm là đánh lần thứ hai, nhưng mà đánh tới 27 năm này quan hệ tình dục phục vụ gì đó thì tại em chứ không phải tại anh ta. Đồng ý không? Nó tại em đồng ý, em chấp nhận. Tới giờ vẫn còn cân nhắc là có nên hay không, tức là vẫn có thể không đó. Tiêu mẹ này. Anh Tuấn chồng em move ra và block số em rồi, có phải hết thương em và yêu người khác không? Theo em tả đó thì có thể nói chắc chắn là hết yêu em, còn có người khác hay không không biết, và cũng không có ảnh hưởng gì cái việc tình cảm với em. Là tình cảm với em mà hết thì có người khác là bình thường. Ok, anh nói với gia đình là vẫn thương em nhưng vì em ham tiền cứ đi làm nhiều thì sẽ không đem đến hạnh phúc cho gia đình. Theo anh ta nói như vậy không có nghĩa là anh ta hiện tại không còn yêu em, nhưng mà anh ta nói vẫn thương em là vì đó là cái cách nói của người ta. Tại vì nếu mà thương người ta không có move ra như vậy, nghe không? Cho nên hiển nhiên là anh ta đã tuột tình cảm nhiều, đến từ những sự tổn thương, từ những cái sự từ chối đó. Em không đồng ý gì đó anh không biết, nhưng mà em biết tới đây thì thấy là như vậy. Và ở đó anh ta cảm giác bị tổn thương, tại vì anh ta cảm giác anh ta không được trân trọng, anh ta không được, em không lắng nghe anh ta, em không xây dựng với anh ta, và anh ta cảm giác như bị từ chối á. Rồi chứ không phải là vẫn thương. Okay, cảm giác thì chắc chắn tuột rồi, tại vì anh ta đã ra đi và block số rồi. Đi làm nhiều thì sẽ không đem đến hạnh phúc cho gia đình. Anh thấy em nên bỏ mối quan hệ này luôn hay giữ lại? Không, em phải sửa mối quan hệ này. Ok, anh nói nghiêm túc đó, cái câu vừa trả lời rồi là cực kỳ quan trọng luôn đó, mà nhiều bạn không nhận ra được á.
em có cảm giác anh hết thương em, đúng anh ta có tù cảm giác rất nhiều mà thương em đúng, nhưng anh nói vẫn còn thương em nên em không biết phải giữ lại mối quan hệ hay bỏ luôn. Anh trả lời rồi, sửa lại. Nếu bỏ luôn em sợ mình quyết định sai, em chắc chắn sẽ quyết định sai nếu em bỏ luôn, sẽ ân hận về sau. Yes, theo anh em phải làm sao? Rồi trả lời rồi đó, sửa lại. Em ở Đài Loan quen anh được 3 tháng thì sống chung với nhau 4 tháng và đã quan hệ tình dục từ tháng thứ nhất. Giờ anh về quê thăm gia đình 1 tháng, có lên gia đình em chơi, vậy anh có yêu em không và có nên sống chung và quan hệ tình dục không ạ? Câu này quen quen, hình như cô hình như em hỏi nãy rồi. Vậy anh có yêu em không? Cảm giác yêu thì chắc chắn là tụt rồi. Ok, tụt nhiều hay không? Khả năng là tụt nhiều, đã sống chung 4 tháng nhưng anh ta vẫn sẽ đối xử với em đàng hoàng. Tại vì 4 tháng nó chưa đủ lâu để cho anh ta mất đi cái trạng thái mất đi để thể hiện với em là cái cảm giác đã tụt. Thứ hai nữa là trong 4 tháng đó, nó chưa, cái cảm giác nó chưa tụt hết, nó phải có thể còn giá trị trong cái quan hệ tình dục. Okay. Thì em cứ tưởng tượng đi, một người đang quan hệ tình dục với em, thời gian từ sống chung tụt, nhưng mà người ta vẫn sẽ theo suốt với cái mối quan hệ đó cho tới một ngày nào đó khi anh ta có tình cảm nhỏ khác, thì lúc đó người phụ nữ mới kêu là giật mình, mới kêu anh ta thay đổi. Thực ra anh ta không có thay đổi mà là cái cảm giác đó nó thay đổi từ từ tới một lúc nào đó tự nhiên anh ta thích nhỏ khác. Là tại vì khi anh ta tụt cảm giác với em thì cái nhu cầu yêu một cái cô gái nào đó nó sẽ trỗi lên, và ở đó anh ta sẽ rung động với một cái cô gái nào đó, và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Lúc nào không biết, có thể là bây giờ, có thể tháng sau, năm sau, hay có thể là đến hôn nhân rồi anh ta sẽ làm điều đó. Cho nên anh ta có yêu em không thì chắc chắn là đã tụt bao nhiêu thì không biết, nhưng mà có vẻ tụt nhiều. Và có nên sống chung và quan hệ nhiều? Câu trả lời là đương nhiên không rồi em. Chào anh, cách đây 2 năm em có vào công ty anh làm việc. Trời, công ty thì nhân quốc nhất qua luôn vậy đó. Em biết anh ấy có thích em do ánh mắt và cử chỉ nhưng không nói. Em ơi, cái điều đó nó có nghĩa là chưa chắc nha. Ok, từ từ để coi đoạn sau. Thấy dài quá. Nhưng em cũng bình thường, là một năm em đi nơi khác làm, anh có níu giữ. Nhưng em níu giữ gì, anh ta đâu có nói gì với em đâu. Thì níu giữ là gì? Tức là em nói níu giữ thì níu giữ nó phải là một cái mối quan hệ mà níu giữ. Còn đây em nói là do ánh mắt và cử chỉ nhưng không nói. Ok, nên em cũng bình thường, là một năm em đi nơi khác làm, anh có níu giữ nhưng em vẫn đi. Có thể là anh ta nói là em ở lại em làm tiếp đi, chứ níu giữ thì nghe hơi quá đáng. Rồi sao nữa? Sau 9 tháng anh ấy gọi điện thoại muốn hẹn hò. Theo như em biết thì một năm là rung động tụt hết. Anh này đã gần 2 năm. Vậy cái gì khiến anh hẹn em? Không biết. Và đây có phải là mối quan hệ tốt không ạ? À? Không em. Một khi một người đàn ông mà, anh nói cho em biết này, một cô đàn ông rung động như một cô gái là anh ta dí chắc luôn, đặc biệt là cự ly quá thuận lợi. Ok, và em nói nè, em vào công ty làm việc thì có nghĩa là rất là gần rồi, một năm em đi nơi khác làm, tức là nguyên năm nó chẳng có mẹ gì, nguyên năm không nói gì. Rồi sau đó là sau khi đi em đi được 9 tháng mới điện. Em ơi, dạ đi tào lao đó, đây có phải mối quan hệ tốt không? Thứ nhất là đây không phải là, đây nó không xác nhận là đó là một cái sự rung động. Nó là cái gì thì không biết, bởi vì nào ông ta khập khiễng tà le hết trơn á, sàng lọc đi, đồ rác rưới không có dọn, không có không giữ. Rác đây không phải anh ta, rác đây là cái chất lượng mối quan hệ đó, chất lượng này là rác. Ok, rung động thì lại sẽ dí từ lâu rồi, bây giờ 9 tháng mới gọi điện. Cho nên đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cái phiên bản này có cái gì đó không ổn. Ok, cho nên là mình không chọn là vì lý do đó. Okay. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.